sau 3 năm rời showbiz, mới đây Ngân Khánh bất thần tuyên bố quay về trong dự án phim mang tên Quý Cô Thừa Kế. Ngân Khánh nhập vai tiểu thư giàu sang tên Dung, luôn sau ngờ trong Dung luôn an ninh không bi tờ ca chờ đôi y sư dìa y mò y xung quanh, hoàn toàn mù tịch các kỹ năng đưa công gia cha nhờ. Cô cờ đời y của cô cờ quý phái trang mờ y khi ba ngoa y thích chợt ngột, để lại di chu cờ xe mang toàn thể gia sản đi làm tư thi nờ nê u nhung không qua nờ tha nhờ kho a go cờ ke o gia y ba tha ngờ ta y nha thơ tư tâm ở du ngờ quê đa la tờ. Ngân Khánh tái xuất màn ảnh minh mông với gia một tiểu thư giác đời hàng hiệu trên người. Không muốn cháy túi, nhung tóm buộc phải tập quen với cô cờ sau ngờ khâu cư cờ ơ nha thơ. Tại đây, cô đã gây ra vô số tình huống hài hước như nờ u va bê bờ u ăn, cô cờ tờ trong ngờ ra mà dẫn đi gia y cao go tờ, cờ trang phu cờ ha ngờ hi u vào chuồng tắm và cho heo ăn. Chia sẻ về gia diễn, Ngân Khánh cho hay cô gặp gỡ gian nan trong việc phải thể hiện sự bánh bèo vô dụng của một cô tiểu thư đỏng đảnh. Ba nợ thân tôi ơ ngoa y đơ y không nga y va bê bờ u cơm, trong ngờ rao. Y nên khi vào gia dung, gian năng nhất là tôi pha y cô gia bồ như mưa nhờ cư cờ khi sợ hai y gia su cờ va côn trung ngờ đê lô tờ ta qua nợ toa nợ sư đo ngờ đa nhờ cô an dân tờ va đi nợ cho ra như ngờ ti nhờ quân ngờ hai y cờ, thu di trong phim. Cô diện toàn hàng hiệu để vào chuồng cho heo ăn và tắm heo. Khi đọc kịch bản phim, một mặt tôi vừa thấy bất bình và không quen với tính cách của Nhung, một mặt lại cảm thấy cô gái này rất thú vị, dám sống theo cảm xúc và suy nghĩ thật của bản thân. Quá thân thành cô gái kiêu kỳ, tiểu thư, trái ngược hoàn toàn với mình, tôi vừa thấy khó, vừa thấy vui khi được sống một cuộc đời mới lạ. Cũng theo chia sẻ của Ngân Khánh, cô nhận lời tái xuất màn ảnh minh mông trong Quý Cô Thừa Kế vì Trang Nhung chính là nhà tạo ra của phim. Và cách để Trang Nhung chiêu dụ Ngân Khánh chính là đầu tư cực mạnh tay, thiết bị cho anh hùng của Ngân Khánh một số lượng hàng hiệu rất lớn từ các thương hiệu nhiều người biết đến nhất của thôn mốt thế giới, trong đó có cả những chiếc túi xách trị lạnh lẽo vài trăm triệu. Phục trang của Ngân Khánh trong phim có món lên tới vài trăm triệu đồng. Ngân Khánh cho biết việc được sử dụng quá nhiều đồ hiệu vừa là thưởng thức thú vị, vừa là áp lực với cô bởi ngoài đời, nữ diễn viên sống khá tiết kiệm. Phim dự kiến sẽ ra mắt người theo dõi vào trung tuần tháng 10 tới đây.